sáng ngày 31 tháng 5 năm 2021, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 5. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo một số phòng trực thuộc các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện. Tại phiên họp, Ban Thường vụ huyện ủy nghe và cho ý kiến vào báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được Ban Thường vụ tỉnh ủy giao tháng 5 năm 2021. Báo cáo tình hình kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường tính từ tháng 4 năm 2021 đến 11 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2021. Kế hoạch triển khai nghị quyết số 02 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về lãnh đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết số 04 ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và triển khai một số nội dung trọng tâm khác. Về cơ bản, các đại biểu nhất trí cao với những nội dung được thông qua, một số ý kiến tham gia giải pháp đẩy nhanh tiến bộ công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn, thực hiện cưỡng chế một số hộ vi phạm đất đai, cập nhật thêm thông tin báo cáo kết quả bầu cử thêm của ba xã Thượng Trưng, Tuân Chính, An Tường, kiện toàn các chức danh Hội đồng Nhân dân khóa mới, tăng cường các biện pháp không lơ là trong phòng chống dịch COVID-19, v.v. Kết luận các nội dung trên, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy biểu dương chúc mừng thành quả quan trọng trong tháng 5, đồng thời yêu cầu văn phòng huyện ủy tiếp thu tổng hợp các ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo về công tác bầu cử, cần bổ sung báo cáo đánh giá nhận định những kết quả đã đạt được, lãnh đạo thực hiện tốt kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân các cấp, trong đó có công tác bầu nhân sự, quyết liệt trong phòng chống dịch COVID-19, duy trì kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ việc ra vào của công dân, duy trì khu vực cách ly tập trung, sẵn sàng khi có tình huống dịch bệnh xảy ra, làm tốt công tác phòng chống dịch trong các doanh nghiệp, v.v. Về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo quyết định 117, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức huyện ủy có giải pháp hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu thành lập đảng cho các doanh nghiệp. Ủy ban kiểm tra huyện ủy tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát phát hiện dấu hiệu vi phạm. Ban tuyên giáo dân vận huyện ủy tiếp tục xây dựng mô hình điểm, thực hiện hiệu quả mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương. Đối với một số dự án trên địa bàn huyện, đồng chí yêu cầu cần chủ động đẩy nhanh tiến độ trong bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, có mốc thời gian cụ thể để hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát lại chương trình đề án của năm, khẩn trương hoàn thành các chương trình đề án, nghị quyết mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thông qua, hướng dẫn các nhà trường tiến hành xét thi đua, đánh giá kết quả năm học, chuẩn bị hồ sơ của huyện nông thôn mới, v.v.